Galaxy giá 50 triệu đồng tại Việt Nam. Galaxy Fold gây chú ý khi được Samsung trình làng tại sự kiện Unpacked hồi đầu tháng 2 tại New York. Sự xuất hiện của chiếc điện thoại có thể gặp được đầu tiên thế giới này mở ra một kỷ nguyên di động mới, mà Samsung cho rằng hãng đã khai phá một phân khúc mới. Galaxy Fold có màn hình lớn với kích thước 7,3 inch khi sử dụng ở chế độ mở, với tỷ lệ màn hình đạt 4,2 chia 3, kích thước máy bằng với một chiếc iPad mini. Tuy nhiên, sự hơn thua chính là ở khả năng gập lại và biến Galaxy Fold thành một thiết bị di động nhỏ gọn và có thể bỏ vào túi áo. Quần một cách dễ dàng, Galaxy Fold có 6 camera, trong đó 3 camera ở mặt sau máy với độ phân giải 12 megapixel, 12 megapixel và 16 megapixel. Hai camera selfie ở phía trong màn hình có độ phân giải 10 megapixel, 10 megapixel và một camera selfie ở phần màn hình phụ phía ngoài có độ phân giải 8 megapixel camera phụ ở màn hình trước cho phép người dùng có thể chụp selfie mà không cần mở máy ra. Điều này giúp người dùng thuận tiện hơn rất nhiều vì nếu phải mở máy với kích thước màn hình 7,3 inch thì việc cầm máy để chụp ảnh selfie là điều rất khó khăn. Màn hình phụ của Galaxy Fold có kích thước 4,6 inch, nhưng so với thiết kế của máy thì khá nhỏ. Galaxy Fold được trang bị cấu hình khủng không kém gì thế hệ Galaxy S10 với chip Snapdragon 855, RAM 12GB, bộ nhớ trong 512GB. Máy có hai viên pin có tổng dung lượng 4380 ma, được phân tách ngay ở phần bản lề điện thoại. Samsung cho biết Galaxy Fold sẽ nhận đặt hàng từ ngày 27 tháng 11 và đến tay người dùng vào ngày 14 tháng 11. Hãng này tặng kèm tai nghe Galaxy Buds cho khách hàng.